Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng nay, nhóm phóng viên Truyền hình Việt Nam đã có thể tiếp cận và ghi được những hình ảnh về hoạt động đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa. Trong ngày vừa qua, mặc dù liên tục gặp phải những sức ép và sự đe dọa của các tàu Trung Quốc, nhưng có thể nói các ngư dân của chúng ta vẫn kiên cường bám biển để mưu sinh, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi ở vùng biển này, vùng biển Hoàng Sa thiêng liêng đã có xương máu của cha ông ta từ nhiều đời nay. Vị trí mà 19 tàu của Việt Nam đang đánh bắt cá cách đất liền khoảng 110 hải lý và cách Tây Nam giàn khoan Hải Dương 981 42 hải lý. Các ngư dân đánh bắt cá ở đây chủ yếu là ngư dân Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đây vốn là ngư trường truyền thống từ nhiều đời nay của các ngư dân miền Trung. Vậy nhưng cách các tàu cá Việt Nam khoảng 2 hải lý, hơn 40 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc lại hoạt động ngang nhiên trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo báo cáo của Cục Kiểm ngư những ngày gần đây, các tàu cá vỏ sắt với sự hỗ trợ thường xuyên của hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã liên tục ngăn cản, có hành vi đe dọa các tàu cá Việt Nam ngay ở vùng biển thuộc chủ quyền nước ta. Và những hình ảnh mà nhóm phóng viên thời sự ghi lại được vào lúc 10 giờ sáng nay càng chứng tỏ rõ hơn điều đó. 40 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc với sự hỗ trợ của các tàu hải cảnh đã dàn thành từng hàng tiến thẳng về phía các tàu cá và tàu cảnh sát biển Việt Nam. Chỉ sau 10 phút, các tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc đã tổ chức vòng vây và ép sát 19 tàu cá Việt Nam. Như chúng tôi đã thông tin, các tàu cá vỏ sắt công suất lớn của Trung Quốc đều được gia cố phần mũi sắt hình quả lê, chuyên có khả năng đâm va. Do vậy, để đảm bảo an toàn, các tàu cá của Việt Nam đã phải liên tục cơ động vòng tránh, nhưng không hề lo sợ mà vẫn tiếp tục bám ngư trường. Còn hôm nay, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, các tàu Trung Quốc vẫn tổ chức thành từng tốp để chủ động vây ép, ngăn cản các tàu Việt Nam thực thi pháp luật trên biển. Tuy nhiên, các tàu Việt Nam vẫn chủ động vòng tránh kịp thời, tiếp tục tuyên truyền, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng tiềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta.